Phát triển bản thân, hôm nay tôi chia sẻ bạn chủ đề có áp lực, có khó khăn thì bạn mới nên người. Thì thật vậy các bạn, tôi chia sẻ cho sinh viên, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ công chức. Thì tôi thường xuyên nói với chủ đề này các bạn, cuộc sống là luôn luôn khó khăn, luôn luôn áp lực. Và nếu bạn chỉ chọn cuộc sống an nhàn, chọn cuộc sống là sung sướng thì chắc chắn sẽ khó nên người. Và ông bà mình thường hay nói là còn trẻ mà sướng thì về già khổ, còn tuổi còn trẻ mà cay đắng bầm dập đủ điều thì về già nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cuộc sống thì không lúc nào là nó dễ dàng các bạn. Lý Tiểu Long cũng nói một câu, đừng cầu nguyện một cuộc sống dễ dàng, mà hãy cầu nguyện cho mình đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống đó các bạn. Lý Tiểu Long đã rất thực tế, cuộc sống nó không bao giờ là bớt khó khăn mà luôn luôn khó khăn cứ tăng lên. Hoặc là hay nói là càng cao danh vọng càng dài gian nan. Nếu sự nghiệp bạn lớn, bạn mơ ước lớn lao thì chắc chắn khó khăn càng ngày nó sẽ càng tăng lên, điều này là chắc chắn. Vì vậy đừng chọn cái cuộc sống sống an nhàn các bạn. Nhất là các bạn trẻ, các bạn sinh viên ra trường đó, các bạn hãy lưu ý những cái tư duy, những quan điểm này. Thì có áp lực, có khó khăn thì bạn mới nên người là một lời khẳng định đầy giá trị về vai trò của thử thách trong quá trình phát triển bản thân. Nó không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn ẩn dưới sức thuyết phục mạnh mẽ thôi thúc mỗi chúng ta vượt qua giới hạn bản thân để đạt được thành công. Thì áp lực và khó khăn là gì? Áp lực và khó khăn là những yếu tố tiêu cực gây ra sự căng thẳng. Thử thách con người trong cuộc sống nó có thể xuất phát từ nhiều nguồn lực khác nhau như học tập, công việc, các mối quan hệ hoặc những biến cố bất ngờ. Tại sao áp lực chỗ khó khăn lại giúp ta nên người? Áp lực và khó khăn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bản thân bởi những lý do. Thứ nhất là khuyến khích sự nỗ lực. Khi đối mặt với áp lực và khó khăn, con người buộc phải nỗ lực nhiều hơn, tìm kiếm giải pháp để vượt qua. Quá trình này giúp rèn luyện ý chí, nghị lực và khả năng giải quyết vấn đề. Thứ hai, giá trị thứ hai là phát triển kỹ năng. Áp lực và khó khăn đòi hỏi con người phải sử dụng kiến thức, kỹ năng và khả năng sáng tạo để vượt qua. Nhờ đó chúng ta có cơ hội học hỏi, trau dồi và phát triển bản thân một cách toàn diện. Cái lợi thứ ba đó là tăng cường sự tự tin. Khi vượt qua những thử thách, con người sẽ cảm thấy tự tin hơn vào bản thân, có niềm tin vào khả năng của mình. Lợi ích thứ tư là trân trọng thành quả. Những thành công đạt được sau khi trải qua nhiều khó khăn sẽ càng được trân trọng hơn đó mà. Thì áp lực nó sẽ giúp có giá trị là bốn yếu tố như thế. Rồi sức thuyết phục nè. Thì có áp lực, khó khăn thì bạn mới nên người. Nó là phù hợp với quy luật của tự nhiên. Quy luật tự nhiên là mọi vật đều phát triển qua quá trình đấu tranh, va chạm. Con người cũng vậy, chỉ trải qua những thử thách khó khăn, chúng ta mới có thể trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Đã được chứng minh qua thực tế, có nhiều ví dụ về những người thành công vang dội sau khi trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Có người là những người là xích bỏ mạng, có những người là có nhiều người vẫn có nhiều người đối diện với cái chết đó các bạn, nhiều người. Với tử thần ấy. Có nhiều tấm gương đối diện với tử thần. Họ đã rèn luyện được bản lĩnh, ý chí và nghị lực phi thường, giúp vượt qua mọi chướng ngại vật và đạt được mục tiêu của mình. Sử dụng ngôn ngữ khẳng định, câu nói sử dụng ngôn ngữ khẳng định mạnh mẽ tạo ấn tượng sâu sắc cho người nghe. Đưa ra một thông điệp rõ ràng, thông điệp của câu nói rất rõ ràng. Áp lực và khó khăn là những yếu tố cần thiết để con người trưởng thành và phát triển. Những ví dụ minh họa mà. Thì như Albert Einstein, nhà khoa học thiên tài, đã trải qua nhiều thất bại trước khi tìm ra thuyết tương đối. Và Thomas Edison, nhà phát minh nổi tiếng, đã thử nghiệm hàng nghìn lần trước khi phát minh ra bóng đèn. Hay Stephen Hawking, nhà vật lý hay học lỗi lạc, mặc dù mắc bệnh teo cơ, nhưng vẫn cống hiến cho khoa học và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới cả cuộc đời của ông. Gần gũi hơn trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể gặp rất nhiều tấm gương về những người đã vượt qua khó khăn để thành công. Đó là những học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, những em nhỏ mồ côi nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hay những người khuyết tật có nghị lực phi thường để theo đuổi ước mơ. Thì những người khuyết tật như các bạn biết là Nick Vujicic nè, tôi rất nhiều video của tôi và nhiều bài viết tôi nhắc đến Nick Vujicic các bạn. Anh ta hiện nay khoảng 44 tuổi, anh ta sinh ra không có tay và không có chân. Và anh ta nỗ lực phi thường. Có thể nói anh ta là người bệnh trầm cảm số 1 thế giới đó. Anh ta hiện giờ đó
là đã điều hành một lúc ba công ty, anh ta có vợ và bốn đứa con. Các bạn lưu ý, người thường có vợ hai đứa con là khó khăn, nhưng Nít Zít là có vợ và bốn đứa con. Và anh ta nói chuyện truyền cảm hứng khắp thế giới, khoảng 50 quốc gia và khoảng 5 triệu người. Anh ta đến Việt Nam nói chuyện với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hai lần các bạn. Hay là người phụ nữ bà Helen Keller, bà sinh năm 1880 và mất năm 1968, 88 tuổi. Đến cái năm lúc mà 19 tháng tuổi thì bà bị bệnh hiểm nghèo, bị điếc và bị mù. Nhưng bà đã nỗ lực phi thường, trở nên người diễn giả nổi tiếng và được nhiều danh hiệu những cái để mà khen thưởng cái nỗ lực phi thường của bà các bạn. Thì câu nói mà có áp lực có khó khăn thì bạn mới nên người là một lời khuyên quý giá cho mỗi người chúng ta trên đường trưởng thành. Thì Nick Vujicic các bạn có nhiều quyển sách, ví dụ như Cuộc sống là không giới hạn đó, rồi Không gì là không thể, rất nhiều tấm gương các bạn có thể lưu ý điều này. Các bạn hãy nhớ là cuộc sống của chúng ta là những giới hạn, nếu chúng ta nỗ lực quyết tâm thì chúng ta sẽ vượt qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.